chào quý vị, Lý Hương đang có mặt tại con phố Tây, phố đi bộ Bùi Viện. Hôm nay thì vào một ngày cuối tuần nên Bùi Viện sẽ cản xe và khá là đông du khách đang đi chơi ở Bùi Viện tối hôm nay ha. Giờ này thì cũng tầm khoảng là gần 9 giờ tối thôi, nhưng mà rất là đông quý vị ạ. Ở ngay khúc này là khúc Bùi Viện cắt với lại Đỗ Quang Đẩu ở phía bên tay trái. Và ở phía khúc cuối Bùi Viện, đây là khúc cuối nha quý vị, là có chương trình ca nhạc, âm nhạc hiện đại. Còn phía trên là thường là biểu diễn một cái loại hình nghệ thuật cổ truyền nào đó, có thể là hát bội hay là múa rối nước vân vân. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vô cái khu vực mà có chương trình ca nhạc ha. Khúc này là Đỗ Quang Đẩu cắt với Bùi Viện. Và tại đây thì được ngăn xe lại nè quý vị. Vào khoảng là 7 giờ tối cho đến là 2 giờ khuya. Nhìn thấy các cô gái tiếp thị thuốc lá vô đây tiếp thị ha.
múa rối nước quý vị ạ. À, nhưng mà nếu hôm đi trễ rồi, thường là các chương trình mà biểu diễn nghệ thuật á thì thường sẽ tổ chức khoảng là hơn 8 giờ, biểu diễn khoảng chừng tiếng rưỡi. Hôm nay thì đến đây thì đã trễ rồi. Các nghệ nhân của chúng ta còn đang ở đây nè. Thường thấy là nhạc sống, nhạc ba đập bùm bùm, trong khi đó là thể loại này là nhạc truyền thống của mình. Và bây giờ thì mọi người đang dọn Thank you.